Hồng và Thái Phạm, nhóm làm phim Việt Catholic San Jose, xin kính chào quý khán giả. Kính thưa quý khán giả, thứ sáu tuần thánh Tam Nhật vừa qua, vào lúc 6 giờ chiều ngày 18 tháng 4 năm 2014, diễn nguyện các nghi thức cổ truyền trong mùa chay tại nguyện đường các thánh tử đạo Việt Nam San Jose để tưởng niệm về cuộc khổ nạn mà Chúa phải chịu chết trên thập giá để cứu chuộc chúng ta. Sau đây là một vài hình ảnh Cẩm Hồng và Thái Phạm. Xin kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Ngày hôm nay là ngày mà cộng đoàn Dân Chúa tại Giáo xứ Thánh Maria Crotti tưởng niệm cuộc thương khó của Đức Giêsu ở 2000 năm trước. Ngày mà Đức Giêsu chịu đóng đinh thập tự giá ở ngọn đồi Calvario và 3 ngày sau ngày sống lại để mở đầu cho sự nghiệp cứu độ và cho toàn thể địa cầu có được hy vọng, niềm tin và sự sống miên viễn. Hôm nay tại cộng đoàn này cử hành sự thương khó với 15 ngắm. 15 ngắm đau thương khởi đầu từ sự bội phản của những môn đệ yêu quý của Đức Giêsu, để rồi sau đó cái đoạn cuối cùng là đoạn trên ngọn đồi Calvario. Cộng đoàn Dân Chúa tại giáo xứ này hôm nay tập hợp tại đây sẽ cử hành đầy đủ toàn vẹn cuộc thương khó vào khoảng 9 giờ tối hôm nay. Người ta sẽ mở tháo đinh, đưa xác của Đức Giêsu xuống khỏi cây thánh giá và rồi để vào quan tài, khởi đầu cho cuộc rước. Cuộc rước đưa vào mộ thánh, và chính trong mộ thánh đó một biến cố khác đã xảy ra. 3 ngày sau, xác của Ngài biến mất, bởi vì Ngài đã sống lại lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Để rồi sau đó Ngài hiện ra cùng các môn đệ và với các dân của Ngài để nói cho mọi người biết rằng ơn cứu độ đã ban xuống địa cầu. Giới trẻ ở Hoa Kỳ là cái giới mà sống là tương lai của đất nước, của cộng đoàn, của tất cả cộng đoàn. Giới trẻ, có một số giới trẻ đi xa hơn, đi vào kỹ thuật, nhưng mà có một số giới trẻ ngay tại giáo xứ chúng ta thì trở về nguồn, đi tìm lại nguồn gốc xa xưa và sống với cộng đoàn Dân Chúa. Cho nên điều mà muốn nói với giới trẻ hôm nay là nếu giới trẻ tìm thấy được con đường của hy vọng, của tương lai, nhưng mà đi song song bên cạnh đó vẫn là con đường mà có đức tin để đưa cái sự thành công của xã hội, đưa sự thành công của tiến bộ khoa học đi cùng với giáo hội, cùng với Thiên Chúa để hòa nhập, để từ đó có thể thăng tiến hơn nữa. Tôi phục vụ trong ban
của đền Thánh Từ Đạo, đền các Thánh Từ Đạo Việt Nam. Hôm nay là ngày kỷ niệm Chúa Giêsu chịu chết. Đây là cái nghi lễ cổ truyền để mình làm, mình diễn lại để cho cái thế hệ thứ hai, thứ ba của mình lớp sau này ở đây cho người ta hiểu. Mình là người Công giáo thì mình đến đây vì đức tin. Vì đức tin mình mới đến đây. Thì đến đây để mà nhắc lại để cho cái thế hệ sau này để biết, để mà giữ đức tin theo chân Chúa. Tên là Dũng và em trong đoàn Liên Minh Thánh Tâm của giáo xứ San Marago ST. Trong mùa trời thánh này, tụi em hy sinh thời giờ về đây làm những hang đá rồi lên ấp tất cả mọi thứ trong này giữ trật tự để cho mùa trời thánh này được nên chọn lành trong tình yêu thương của Chúa. Đây là nghi thức cổ truyền từ ngoài Bắc vào chứ không phải mới đây, nhưng tuổi trẻ như tụi em, chúng em cũng muốn cho giới trẻ thấy như vậy để giữ cái niềm tin trong Đức Kitô. Với lại nghi thức này là từ ngàn xưa, chúng em muốn duy trì suốt mãi cuộc đời tuổi trẻ của chúng em. Nơi
miệng chẳng còn nói được lời gì, nước mắt chảy xuống dòng dòng, làm chứng sự đau đớn trong lòng. Ôi con tôi, tay ai làm cho hư đi mặt cứng tóp cứng lệnh dây nên hình tượng đây làm vậy. Sống con tôi đã chết, sáng con tôi đã mất, ai làm cho vui cả thiên thần dây. Cùng thầy chữa linh hồn tôi.
sống làm vậy. Thì ông Thánh
Yeah.